Chào tất cả chị em mình đã đến với kênh của em nha. Hôm nay em sẽ giới thiệu với chị em mình về cái sản phẩm mà trị mụn của chị em mình, như da bạn nào hoặc là chị em nào mà bị nổi mụn mủ nè, mụn viêm nè, rồi thâm do mụn nữa, là mình sử dụng cái kem chấm mụn này nha chị em mình. Và một chai như thế này là chỉ có 50 ngàn thôi à. Kem chấm mụn Shiseido chiết xuất từ nghệ tươi và kem chấm mụn Bảo Ngọc Lan chiết xuất từ nhân sâm nha chị em mình. Rất là an toàn và lành tính luôn, rất là dễ sử dụng. Như da chị em nào mình nổi mụn mủ nè, cái mình á thoa này ngày 2-3 lần lên da của mình thoa trực tiếp á, nó sẽ gom còi mụn và xẹp mụn rất là nhanh luôn á, và nam nữ đều sử dụng được luôn nha chị em mình ơi. Và đặc biệt những bạn nhỏ mà khoảng 15-16 tuổi á, vậy thì nó hay nổi mụn lắm luôn á, là mình sử dụng cái sản phẩm này nha, nó rất là hiệu quả luôn á. Mình sử dụng khoảng 5 đến 6 ngày là mình thấy nó xẹp mụn rồi nè. Đặc biệt là da nào mà bị thâm là sử dụng cái này cũng được nữa nha chị em mình. Và ở nhà mình nên có một chai chấm mụn như thế này để sử dụng rất là tiện lợi luôn. Nhiều khi mình ăn đồ nóng là mình nổi mụn á, là mình sử dụng cái này. Và hàng luôn luôn lúc nào cũng có sẵn tại shop em á. Chị em mình mua kem chấm mụn thì nhắn tin qua số điện thoại của em hoặc là Zalo của em cũng được nha chị em mình, không mấy điện thoại trực tiếp giùm em cũng được nữa. Hàng luôn lúc nào cũng có sẵn tại shop em á, hàng chính hãng công ty chứ không phải là hàng pha trộn gì, cho nên chị em mình cứ yên tâm nha, hàng chính hãng công ty nha chị em mình. Đây à. Đây là cái chai bên trong nè chị em mình ơi. Và cái sản phẩm này á, là em có bỏ sỉ nữa nha chị em mình ơi. Mọi người muốn lấy sỉ về bán cũng được thì liên hệ trực tiếp giùm em nha. Cảm ơn tất cả chị em mình đã theo dõi video của em. Chào mọi người và hẹn gặp lại.